SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Trong ngày hôm qua, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi đã bước vào trận đấu tranh đài vô địch thế giới quyền anh chuyên nghiệp WBO hạng nhẹ diễn ra tại thành phố Ansan của Hàn Quốc gặp nhà đương kim vô địch người Nhật Bản Atsuko Tada. Chọn cho mình lối đánh hợp lý trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm. Cuối cùng sau 10 hiệp đấu căng thẳng, nữ võ sĩ quê An Giang đã được tổ trọng tài xử thắng với số điểm là 96-94. Như vậy, võ sĩ Thu Nhi đã trở thành vận động viên quyền anh đầu tiên của Việt Nam giành được đài chuyên nghiệp vô địch thế giới WBO hạng nhẹ. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.